Xin kính chào và cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh youtube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật từ Canada và toàn cầu. Kính chúc quý vị một ngày bình an, sau đây mời quý vị theo dõi điểm tin thế giới trong bản tin thứ năm ngày 26 tháng 9 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, ông Biden gặp lãnh đạo Việt Nam để đối phó với quan hệ của Hà Nội với Trung Quốc và Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào hôm thứ Tư, nhằm để tăng cường quan hệ với quốc gia Đông Nam Á và trung tâm sản xuất này, đồng thời đối phó với các mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Nga. Ông Biden và ông Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên đến thăm Mỹ với tư cách là chủ tịch nước đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ đã thảo luận về cách thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đã được thống nhất vào năm ngoái. Khi gặp ông Biden vào hôm thứ tư ông tô lâm ca ngợi đóng góp lịch sử của ông biden trong việc nâng tầm quan hệ song phương ông biden cho biết kể từ khi bắt đầu một kỷ nguyên mới trong quan hệ vào năm ngoái hai nước đã có những khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực chất bán dẫn và chuỗi cung ứng và đã khởi động hợp tác chưa từng có về an ninh mạng ông cũng nói rằng hai nước đoàn kết trong cam kết về tự do hàng hải và tôn trọng pháp quyền ám chỉ các tranh chấp hàng hải trong khu vực với trung quốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Tô Lâm đã nói với ông Biden rằng, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới và là một người bạn và đối tác tin cậy. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện vững chắc chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Ông Tô Lâm nói với ông Biden, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước, ông Tô Lâm đã gặp gỡ các đại diện của các công ty Mỹ trong tuần này tại New York bao gồm cả Meta là công ty đã cam kết mở rộng đầu tư vào quốc gia 100 triệu dân do đảng Cộng sản lãnh đạo. Ông Tô Lâm kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ việc. Hà Nội kêu gọi Washington xóa bỏ Việt Nam khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường và dỡ bỏ các hạn chế thương mại khác, đồng thời kêu gọi hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Tổng thống Biden đã đến thăm Hà Nội vào năm ngoái và đạt được các thỏa thuận về chất bán dẫn và khoáng sản cùng với việc nâng cấp quan hệ ngoại giao bất chấp những lo ngại của Mỹ về các vấn đề nhân quyền. Dân biểu Mỹ Michelle Steele, một đảng viên đảng Cộng hòa đến từ California, người đại diện cho một cộng đồng lớn người Mỹ gốc Việt đã viết thư cho ông Biden trước cuộc họp, kêu gọi ông trực tiếp nêu ra các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm. Khi được hỏi liệu tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam có được thảo luận hay không, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ đã nói về hợp tác kinh tế một cách rộng rãi và các kế hoạch tăng cường hợp tác với việt nam khi được hỏi liệu họ có thảo luận về trung quốc hay không quan chức này cho biết các nhà lãnh đạo thừa nhận thực tế rằng việt nam sống trong một khu vực phức tạp ông nói rằng có sự công nhận rằng hà nội phải rất thận trọng và chiến lược trong cách tiếp cận khu vực của mình và mỹ là một đối tác chiến lược Ông Alexander Vuvin là một chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương INUe tại Hawaii. Cho biết, cuộc họp này rất quan trọng để giúp ông Tô Lâm củng cố quyền lực sau khi ông được xác nhận là lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam vào tháng 8. Ông nói rằng nó thể hiện vị thế cân bằng của Việt Nam giữa các cường quốc với việc ông Tô Lâm gần đây đã đến thăm Trung Quốc và gặp gỡ Tổng thống Nga Putin cũng như tầm quan trọng của quan hệ hà nội trong chính sách châu á của mỹ ông tô lâm đã phát biểu tại đại hội đồng liên hiệp quốc vào hôm thứ ba và chuyến đi của ông bao gồm một điểm dừng ở cuba là đối tác cộng sản lâu dài của việt nam trước chuyến đi chính quyền việt nam đã thả một số nhà hoạt động nổi bật khỏi nhà tù trước khi hết hạn tù theo các nguồn tin nói với hãng thông tấn reuters trong số này có trần huỳnh duy thức người bị kết án 16 năm tù vào tháng 1 năm 2010 với cáo buộc lật đổ và nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, người bị kết án 3 năm tù với cáo buộc gian lận thuế vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà bất đồng chính kiến khác vẫn bị giam giữ. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Hoa Kỳ đã thúc giục Việt Nam tránh các công ty Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp ngầm mới từ nay đến năm 2030. Việt Nam từ lâu đã lập luận rằng nước này nên được xóa bỏ nhãn nền kinh tế phi thị trường do các cải cách kinh tế gần đây và việc giữ lại danh hiệu này có hại cho mối quan hệ song phương ngày càng gần gũi mà Washington coi là đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Murray Hebert là một chuyên viên cao cấp của chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, cho biết đó không thuộc thẩm quyền của Tổng thống Biden để đưa ra nhượng bộ về vấn đề này dựa trên các tiêu chí của Bộ Thương mại những người phản đối bao gồm cả các nhóm vận động lao động có ảnh hưởng chính trị ở mỹ lập luận rằng các cam kết chính sách của việt nam chưa được thực hiện bằng các hành động cụ thể và việt nam ngày càng trở thành trung tâm sản xuất của các công ty trung quốc nhằm lách các biện pháp hạn chế nhập khẩu từ trung quốc của mỹ ông tô lâm đã hội đàm với ông biden ngay sau khi trung quốc bắn hỏa tiễn liên lục địa sau bài diễn văn công biden mà trong đó có đề cập đến vấn đề an ninh trên biển cả trung quốc cho bắn một hỏa tiễn liên lục địa vào biển thái bình dương theo nhật báo south china morning post trích thông báo của quân đội nước này vào sáng thứ tư hỏa tiễn này không mang đầu đạn thật và không nhắm vào quốc gia nào rớt xuống biển mà không gây ra một vấn đề gì cả lực lượng hỏa tiễn của trung quốc cho biết lực lượng hỏa tiễn trung quốc nói rằng vụ bắn thử này là thường kỳ và đã có trong thời khóa biểu Loại hỏa tiễn này tên là DF-41 được đưa vào sử dụng lần đầu năm 2017, có tầm bắn từ 12.000 đến 15.000 km, nghĩa là có thể bắn đến lãnh thổ của Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Trong bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt nhấn mạnh đe dọa của Trung Quốc đối với quyền lợi phương Tây và kêu gọi các bên kiềm chế để bảo đảm ổn định chúng tôi cần giữ vững nguyên tắc của chúng tôi trong lúc xoay sở một cách có trách nhiệm trong cuộc tranh đua với trung quốc để không xảy ra xung đột ông biden nói trước các nhà lãnh đạo thế giới chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong các thách thức khẩn cấp đem lại lợi ích cho người dân chúng tôi và người dân bất cứ nước nào ông biden nói hình ảnh trên truyền hình cho thấy ngồi bên phải ông tô lâm tham dự của cuộc họp có đủ bốn ủy viên bộ chính trị tháp tùng ông đến hoa kỳ đó là ông nguyễn hòa bình phó thủ tướng thường trực ông nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo ông phan văn giang là bộ trưởng bộ quốc phòng và ông lương tam quang bộ trưởng bộ công an ngồi bên trái của tổng thống joe biden có ông jack sullivan là cố vấn an ninh quốc gia ông mark knapper đại sứ mỹ tại việt nam và hai giới chức mỹ nguồn tin riêng của tờ nhật báo người việt cho biết sau khi hai nhà lãnh đạo việt mỹ phát biểu và chào hỏi xã giao các phóng viên được mời ra ngoài sau đó ông Biden và ông Tô Lâm hội đàm kín trong khoảng một giờ đồng hồ. Trước đó một hôm, ông Tô Lâm cũng gặp bên lề một số lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế như là Tổng thống rumen Radev của Bulgaria, Tổng thống Alexander Stoff của Phần Lan, Hoàng Thái tử Sheikh Sabah El Khalid El Sabah của Kuwait, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Một chiếc xe bus Los Angeles bị cướp, hành khách bị bắn chết. Sáng sớm thứ tư ngày 25 tháng 9, cảnh sát đã truy đuổi một chiếc xe bus MTA bị cướp chở theo nhiều hành khách từ miền Nam Los Angeles tới trung tâm thành phố Los Angeles, trong đó có một hành khách bị bắn chết, theo KTLA cảnh sát nhận được tin tức qua radio liên quan tới một kẻ đe dọa bằng vỏ khí gây chết người trên một chiếc xe bus gần đường South Figueroa Street và đại lộ Manchester Avenue ở khu dân cư Vermont North thuộc miền nam Los Angeles vào khoảng 12 giờ 45 khuya. Nhà chức trách nhận được tin tức rằng có một nghi can trên xe bus rút súng làm tài xế phải bấm nút báo động cho hiện ra chữ gọi 911 ở bên ngoài xe bus. Cảnh sát thấy chiếc xe bus dừng lại gần đường West 117 Street và đường South Ficora Street. Nhưng chiếc xe lăn bánh khi cảnh sát tiến lại gần, khiến cho họ phải tức tốc rượt theo. Cảnh sát cho biết lúc đó nghi can chỉ súng vào tài xế. Rõ ràng là tài xế bị ép phải tiếp tục lái chiếc xe bus và bị đe dọa bằng bạo lực. Việc ông ấy đủ bình tĩnh cho thấy những người điều hành xe bus trong hệ thống đã đào tạo nhân viên cặn kẽ. Cảnh sát nói về tài xế sau vụ cướp xe bus. Cảnh sát khai triển giải đinh dùng để làm xì vỏ xe bus. Cuộc truy đuổi kết thúc sau khoảng 1 giờ đồng hồ tại đường East 6 Street và sau Alameda Street ở trung tâm thành phố Los Angeles. Isabus dừng lại, một biệt đội squad đã quăng một trái lựu đạn gây choáng giúp cho tài xế trốn thoát bằng cách leo qua cửa sổ. Biệt đội squad cũng giải cứu một hành khách bị thương nhẹ. Một hành khách khác trên xe bus lãnh nhiều phát đạn. Nạn nhân chưa rõ danh tính được đưa đi bệnh viện địa phương và được tuyên bố tử vong. Cảnh sát cho rằng kẻ cướp xe bus bắn nạn nhân trước khi cảnh sát rượt theo. Nghi can đã bị tống giam nhưng chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ súng. Hạ viện Hoa Kỳ tìm cách vượt qua sự hỗn loạn của đảng Cộng Hòa với dự luật chi tiêu tạm thời. Hạ viện Hoa Kỳ đang nỗ lực ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ vào tuần tới ngay cả khi nhiều thành viên đảng Cộng Hòa chuẩn bị nổi dậy chống lại lãnh đạo của họ vì không đạt được các giảm chi tiêu liên bang mới, dự luật tài trợ tạm thời sẽ duy trì mức chi tiêu hiện tại của chính phủ ở khoảng 1,2 ngàn tỷ đô la Mỹ hàng năm cho đến ngày 20 tháng 12, tránh việc hàng ngàn nhân viên liên bang phải nghỉ không lương và ngừng hoạt động của nhiều dịch vụ chính phủ ngay trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự kiến sẽ sử dụng một thủ thuật nghị viện để thông qua luật nhằm vượt qua sự phản đối trong nội bộ đảng Cộng Hòa, vốn chiếm đa số 220 trên 212. Nếu thành công thì Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát cũng sẽ bỏ phiếu về dự luật này và gửi nó cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước khi nguồn tài trợ hiện tại hết hạn vào nửa đêm thứ hai. Một số lượng đáng kể các thành viên đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ bỏ phiếu chống lại biện pháp này sau khi ứng cử viên tổng thống Donald Trump kêu gọi đóng cửa trừ khi luật gây tranh cãi về việc cấm người không phải công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, được đính kèm vào dự luật chi tiêu mặc dù điều này đã bị cấm. Một số đảng viên đảng Cộng Hòa bày tỏ sự thất vọng trước cuộc bỏ phiếu về dự luật chi tiêu, được gọi là nghị quyết tiếp tục, hay là nghị quyết CIA. Những thành viên bảo thủ cánh hữu đã thúc đẩy một nghị quyết tiếp tục CIA kéo dài 6 tháng kèm theo điều khoản bầu cử, nhưng dự luật này không được thông qua tuần trước và sẽ bị mất hiệu lực tại Thượng viện. Sự đấu đá nội bộ diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện tiền nhiệm ông Kevin McCarthy bị các thành viên cánh hữu lật đổ do ông đạt được thỏa thuận chi tiêu và giới hạn nợ với ông Biden. Ban Washington đã tạo ra kho dự trữ thuốc phá thai đầu tiên trong cả nước, coi đây như là một biện pháp dự phòng cho các vụ kiện pháp lý trong tương lai nhằm cấm phá thai toàn quốc hoặc nếu ông Donald Trump giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, theo thống đốc Jay Inslee cho biết, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Và năm ngoái, khi một vụ kiện liên bang tìm cách hạn chế việc sử dụng thuốc phá thai trên toàn quốc, thống đốc Inslee đã yêu cầu sở cải huấn của bang mua 30.000 liều thuốc phá thai My mặc dù tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện này vào tháng 6, giữ cho My tiếp tục có mặt trên thị trường nhưng quyết định đó vẫn không ngăn cản được những thách thức pháp lý trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, thống đốc Inslee cho biết ban sẽ duy trì kho dự trữ cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Ông Trump đã có những quan điểm mâu thuẫn về vấn đề phá thai, bao gồm cả Mike Bristol, trong khi ông từng đề nghị có thể thu hồi quyền tiếp cận thuốc này nếu tái đắc cử. Chiến dịch của ông sau đó đã khẳng định sẽ không theo đuổi việc này thống đốc Inslee sắp mãn nhiệm vào tháng 1 sau 12 năm giữ chức, cảnh báo rằng Mike và các quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ vẫn đối mặt với nguy cơ lâu dài. NATO đang lên kế hoạch vận chuyển quy mô lớn binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga trung tướng Alexander Sofran cho biết việc di tản y tế có thể sử dụng tàu bệnh viện thay vì máy bay do sự đe dọa từ hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của nga nato đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn so với các cuộc chiến ở afghanistan và iraq với khu vực chiến tranh rộng hơn và nhiều binh sĩ bị thương hơn kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của nato nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răng đe trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ nga bang Florida di tản người dân trước cơn bão Helena Giới chức tiểu bang Florida đang di tản người dân trước khi bão Helena, cơn bão mạnh nhất trong hơn một năm qua đổ bộ. Theo đài CNN, bão Helena hình thành ở phía tây bắc biển Caribbean vào sáng 24 tháng 9 và nhanh chóng tăng cấp. Hiện bão đang hướng về phía tiểu bang Florida, đông nam nước Mỹ. Các chuyên gia thời tiết cho biết bão Helena có thể chỉ mất 48 giờ để mạnh lên từ bão nhiệt đới thành bão cấp 3 trên thang đo 5 cấp. Lúc 23 giờ ngày 24 tháng 9 giờ địa phương, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ NHC đã ban hành cảnh báo bão tại một số khu vực ở bờ biển Vịnh Florida, đoạn từ sông Enclos đến bãi biển Mexico. Tại Mexico, chính phủ cũng đã ban hành cảnh báo bão từ vùng Cabo Catoche đến Tholum thuộc tiểu bang quintana Roo trung tâm bão quốc gia mỹ cũng cảnh báo nguy cơ bão helena thay đổi đường đi trong những ngày tới các chuyên gia thời tiết cảnh báo bão helena có cường độ cực kỳ mạnh gây ra mưa lớn gió giật mạnh dẫn đến mất điện có khả năng xuất hiện hiện tượng lốc xoáy và có thể ảnh hưởng đến khu vực nằm bên ngoài tiểu bang florida Hiện thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 61 trên tổng số 67 hạt trên toàn bang. Người dân một số khu vực ven biển của Florida như là các quận Pinola Hernando, Charlotte, Gulf, Manatee và Sarasota đã bắt đầu di tản từ tối 24 tháng 9. Trong đó, ba quận bắt buộc phải di tản dân là quận Franklin, Wakula và Taylor Giới chuyên gia dự báo bão Helena sẽ đổ bộ vào khu vực Big Bang, thuộc tiểu bang Florida và có khả năng tạo ra những đợt sóng cao 4,6 mét. Đây là cơn bão thứ năm tấn công tiểu bang Florida kể từ năm 2022. Đường đi của cơn bão Helena Theo dự báo, bão nhiệt đới Helena sẽ tăng cường nhanh chóng thành một cơn bão cấp 3 và đổ bộ vào bờ vịnh trong tuần này với cường độ lớn Hiện đã có cảnh báo bão nhiệt đới và giám sát bão tại một số khu vực của Cuba và Mexico, cũng như gần như toàn bộ bờ biển Florida. Cơn bão này dự kiến sẽ mạnh hơn do nước biển ở vịnh Mexico đạt mức nhiệt kỷ lục và sẽ tiến về phía đông của bờ vịnh vào thứ Tư. Phần Lan trả lại gấu trúc cho Trung Quốc vì không kham nổi chi phí. Theo hãng tin Reuters ngày 24 tháng 9, Phần Lan sẽ trao trả lại hai chú gấu trúc về Trung Quốc trong tháng 11, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch dự kiến do sở thú nơi chúng đang sinh sống, không còn đủ khả năng chi trả cho việc chăm sóc. Hai chú gấu trúc có tên là Lumi và Piri được đưa đến Phần Lan vào tháng 1 2018, vài tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm quốc gia Bắc Âu và ký thỏa thuận chung về việc bảo tồn các loài động vật. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã gửi gấu trúc đến những vườn thú ở nước ngoài như một hình thức ngoại giao để củng cố quan hệ thương mại, thắt chặt quan hệ ngoại giao và nâng cao hình ảnh quốc tế của mình. Theo thỏa thuận, hai chú gấu trúc này sẽ ở lại Phần Lan 15 năm. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía vườn thú Atari, nơi đang chăm sóc Lumi và Piri, chúng sẽ sớm được cách ly trước khi được gửi trở lại Trung Quốc. Chủ tịch vườn thú, ông Bristol Silvernan cho biết Vườn thú đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ lên đến, đến 8 triệu euro cho cơ sở vật chất nơi hai chú gấu trúc sinh sống, đồng thời tiêu tốn 1,5 triệu euro mỗi một năm cho việc chăm sóc chúng, bao gồm cả khoản phí bảo tồn trả cho Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Phần Lan khẳng định, việc trao trả gấu trúc là quyết định về mặt kinh doanh của vườn thú, không liên quan đến chính phủ Phần Lan và không nên ảnh hưởng đến quan hệ Phần Lan và Trung Quốc. Nam Hàn và Mỹ mở trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Hàn cho biết đã hợp tác với Đại học New York (NYU) mở một phòng thí nghiệm nghiên cứu chung về AI. Theo hãng tin John bộ trên nêu rõ, phòng thí nghiệm về lĩnh vực AI mới tại Đại học New York đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu chung toàn cầu về AI dành cho các chuyên gia Hàn Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tại đây, các chuyên gia hai nước sẽ tập trung nghiên cứu cơ bản về AI, hệ thống AI đáng tin cậy và có trách nhiệm, cũng như việc ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Phòng thí nghiệm sẽ được hai nhà khoa học máy tính nổi tiếng đều là giáo sư tại Đại học New York là Cho Kien và Jan Le cùng quản lý. Ông Cho Kien hiện là thành viên hội đồng quản trị của công ty khởi nghiệp AI Upstage của Nam Hàn, trong khi ông Jan đứng đầu nhóm nhà khoa học AI tại Meta là công ty mẹ của Facebook và Instagram. Bộ trên đã dành 45 tỷ won, tương đương 33,8 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho phòng thí nghiệm trong 5 năm tới, trong khi Đại học New York có kế hoạch đóng góp 31,5 triệu đô la Mỹ. Thẻ Pokemon hiếm bậc nhất thế giới có giá 360.000 đô la Mỹ, một trong những thẻ Pokemon hiếm và được săn lùng nhất trên thế giới đã về tay chủ mới, sau khi đạt mức 360.000 đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá của Sotheby's ở New York trong ngày 24 tháng 9. Tấm thẻ Pokemon Illustrator holographic nói trên được sản xuất năm 1998, in hình nhân vật Pikachu nổi tiếng của thương hiệu Pokemon. Trên thế giới chỉ có 39 bản sao chính thức của tấm thẻ này. Theo Sotheby's Tấm thẻ này được đấu giá lần này là phiên bản duy nhất có chữ ký của Takumi Akabane, một trong ba người sáng lập trò chơi thẻ bài Pokemon. Tấm thẻ này từng được phát cho người chiến thắng trong một cuộc thi vẽ tranh năm 1998 do tạp chí Koro Koro Comic của Nhật Bản tổ chức. Một trong những thẻ Pokemon được đánh giá là bảo quản tốt nhất đã được bán với giá là 5.275.000 đô la Mỹ vào năm 2021. Tấm thẻ này sau đó được Guinness World Records công nhận là thẻ Pokemon đắt giá nhất thế giới vào năm 2022. Người lao công thắng America's Got Talent Richard Goodall là lao công một trường tiểu học, đã thắng America's Got Talent 2024 với tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Trong vòng chung kết America's Got Talent 14 tháng 9 giờ địa phương, anh Richard Goodall đã vượt qua chín thí sinh với tiết mục hát. Anh chiến thắng với ca khúc của ban nhạc Rock Journey, kết hợp thành viên nhóm guitarist là Neil Schon. Cuối tiết mục, Neil Schon cho biết đã theo dõi chặng đường thi đấu của Goodall từ 6 tháng trước, tự hào khi được hỗ trợ thí sinh này. Anh Richard Goodall nói chưa từng nghĩ sẽ tiến xa trong chương trình. Trước khi dự thi thì anh làm nhân viên vệ sinh tại một trường học ở bang Indiana trong 23 năm. Trên sân khấu nhận giải, Goodall phát biểu, giây phút này tôi muốn nói hai phút trên sân khấu đã thay đổi cuộc sống và tôi thực sự đã làm được. Giám khảo Heidi Klum nhận xét, thí sinh có màn biểu diễn tuyệt vời, còn MC Terry Crew thì nói sân khấu đêm chung kết biến giấc mơ của Goodall thành hiện thực. Theo Daily Mail, trước khi có kết quả, vợ của Richard Goodall cho biết anh muốn bỏ công việc nhân viên vệ sinh để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc nếu có cơ hội. Năm 2022, Goodall nổi tiếng trên TikTok khi video anh hát Don't Stop Believing trước các em học sinh phổ biến khắp nền tảng. Cựu thành viên ban nhạc Steve Perry xem tiết mục nhận xét anh có giọng hát tự nhiên. Bốn giám khảo của America's Got Talent là Howie Mandel bày tỏ sự thích thú với bản cover muốn Goddard thử sức tại cuộc thi. America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC. Bốn giám khảo của cuộc thi gồm Howie Mandel, Heidi Klum, Sophia Vergara và Simon Cowell, diễn viên hài Terry Crews là người dẫn chương trình từ năm 2019. Show lên sóng lần đầu vào năm 2006 và hiện ở mùa 19. Thưởng thức món Thái Michelin trên Suburbs ở Bangkok. Tour Suburbs ở Bangkok thu hút khách quốc tế nhờ kết hợp vừa tham quan vừa thưởng thức những món Thái nổi tiếng được Michelin tuyển chọn. Thái Bus Food Tour là tour tham quan ngắm cảnh ở Bangkok kết hợp thưởng thức ẩm thực Thái ra mắt từ năm 2018. Sản phẩm tương tự những tour xe bus khám phá thành phố. Điểm khác là du khách trên xe sẽ được phục vụ đồ ăn từ nhà hàng Michelin nổi tiếng Thái Lan. Chiếc xe bus đặc trưng của tour có hai tầng. Bên trong là bàn ăn, ghế ngồi, khu vực chuẩn bị đồ ăn, cửa kính rộng cho du khách quan sát bên ngoài. Xe chứa tối đa 32 khách. Điểm xuất phát của tour bus này là trung tâm thương mại River City của Bangkok. Tại đây có phòng chờ và quầy bán vé cho du khách mua trực tiếp hoặc có thể đặt trước qua các đại lý du lịch trực tuyến. Tầng thứ nhất của xe được sửa chữa lại thành khu vực tài xế và quầy chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho du khách. Tour phục vụ 4 chuyến mỗi một ngày với thực đơn khác nhau. Bao gồm có bữa trưa, bữa trà chiều, bữa tối, bữa đêm. Tour đồng giá là 1.890 baht. Các món ăn được chuẩn bị trước hoặc xe bus sẽ dừng tại các nhà hàng dọc đường để nhận món. Xe bus đi qua 20 tuyến đường trung tâm Bangkok cho du khách cảm nhận nhịp sống hiện đại sang lẫn truyền thống Thái Lan. 6 món khó quên mùa nước nổi miền Tây Đến miền Tây mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nhiều du khách thích tìm hiểu và thưởng thức các đặc sản vùng sông nước. 6 món được nhiều khách tìm kiếm do Lan Chi, Hướng dẫn viên chuyên tour miền Tây ở Sài Gòn liệt kê. Thứ nhất là hẹ nước chấm mắm kho. Hẹ nước là loài rong cỏ thủy sinh mọc dại dưới nước lũ. Để thu hái, người dân phải lội xuống ruộng, trầm mình dưới nước, đi tìm gốc hẹ lắc đất nhão ra rồi nhổ lên cả gốc lẫn rễ. Những khóm hẹ non sau khi hái xong, được vũ sạch bùn rồi đem về ngâm nước khoảng một giờ cho dễ rửa. Bụi hẹ sẽ được cắt tỉa, bỏ rễ, để lại phần cuốn trắng muốt và những lá non. Lá hẹ mỏng nước, có vị giòn mát, phần thân trắng gần gốc, được cho là ngon nhất. Hẹ nước được dùng ăn sống, nấu canh chua, nhưng ngon nhất là ăn sống chấm với mắm kho. Hẹ nước có nhiều ở vùng Đồng Tháp Mười, thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang. Khách có thể tìm mua ở các khu chợ dân sinh hoặc được bày bán hai bên đường. Giá mỗi ký khoảng 20.000 đồng. Thứ hai là lẩu cá linh bông điên điển. Mùa nước nổi là thời điểm cá linh bắt đầu vào mùa sinh sản, điên điển trổ bông. Cá nhỏ bằng ngón tay út, xương mềm, vị béo, bùi. Tiền Lan Chi nói sẽ là thiếu sót. Nếu cách về miền Tây mùa nước nổi mà không thưởng thức món cá linh non, nấu lẩu cùng bông điên điển. Nồi lẩu ngon, đúng kiểu miền Tây phải có cá linh tươi và bông điên điển còn búp non. Để tăng hấp dẫn cho món lẩu, người nấu còn có thêm ngò gai, tỏi phi tạo hương thơm, Cá linh dễ chín nên khi ăn, khách không cho vào nồi sớm, ăn tới đâu thì thả tới đó. Lẩu cá linh non, bông điên điển thường ăn kèm các loại rau muống, nhút và bún tươi hoặc là cơm trắng kết hợp chán nước mắm ớt. Du khách đi bất cứ tỉnh miền Tây nào vào đúng mùa nước nổi cũng có thể thưởng thức lẩu cá linh bông điên điển, giá lẩu từ 200.000 đến 300.000 đồng. Món thứ ba là chuột đồng nướng lưu. Thịt chuột đồng được đánh giá là thơm và dai, Chuột đồng thường ăn lúa và các loại mầm cây non nên thịt sạch. Mùa nước nổi, người dân miền Tây săn chuột trong các bụi cây rậm gần mặt nước. Đồng chế biến nhiều món nhưng phổ biến dân giả là nướng lưu. Thịt chuột ướp cùng tiêu, xả, ớt, đường, bột ngọt, sa tế, chút ngũ vị hương cho ngắm đều gia vị. Sau đó xếp từng con vào lưu. Người nướng vừa quay vừa trở tay, thêm mỡ, thêm nước gia vị trong khoảng một tiếng cho thịt chín vàng. Chuột đồng nướng lưu thành phẩm thịt phải thơm, mềm, thấm gia vị và da giòn. Món này có thể ăn kèm các loại rau thơm, salad và chấm cùng muối ớt chanh. Chuột đồng mùa nước nổi bán chủ yếu ở Long An và Đồng Tháp. Khách có thể thưởng thức ở các quán ăn địa phương giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một phần. Đây là món cá lóc nướng chui. Cá lóc đồng có thịt chắc, vị ngọt xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi. Ngoài canh chua cá lóc, người miền Tây thường nướng chui để thưởng thức theo vị đồng quê. Cá sẽ được xiên vào que tre, cắm xuống đất rồi phủ rơm lên và đốt đến khi dậy mùi. Cá lóc nướng chui ngon khi vừa chín tới, thịt trắng được bao bọc bởi lớp vảy cháy xém. Ngoài chấm muối tiêu chanh thì cá còn được cuộn bánh tráng, kèm các loại rau thơm, chuối xanh, dưa chuột, khế và chấm nước mắm me. Món cá lóc nướng được bán nhiều trong các quán ăn ở miền Tây, giá từ 100.000 đến 150.000 đồng một phần. Thứ năm là món cá heo kho, loài cá da trơn nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long có tên gọi heo vì khi lặn dưới nước hoặc bắt đem lên bờ. Cá phát âm thanh ụn ụt, an ác như là tiếng heo kêu, heo mình dẹp, ăn khi đạt cỡ ba ngón tay người lớn. Khi vào mùa, người dân miền Tây thường đặt dớn, lợp hoặc giăng lưới để đánh bắt. Thịt cá heo thơm ngon nhất là da dai, béo, Cá heo sông là một sản vật khan hiếm của miền sông nước. Cá được cắt đầu, đuôi, vây, móc sạch ruột, rửa với giấm và dùng tay chà nhẹ cho hết nhớt và bớt tanh. Phần cá sau khi rửa vài lần với nước sạch được bắt lên bếp đun lửa liêu riêu cho đến khi nước rút vào cá sền sệt, thịt mềm rồi tắt bếp. Để thưởng thức các món về cá heo, Hướng dẫn viên Lan Chi gợi ý các địa chỉ ở 266 Tôn Đức Thắng, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, hay là khu Bãi Bồi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và thứ sáu là gỏi tép đồng, bông điên điển. Bông điên điển phổ biến ở An Giang, Đồng Tháp, Long An và thành phố Cần Thơ, được người miền Tây chế biến thành nhiều món như là dưa chua, canh, gỏi hoặc ăn sống chấm cá kho, nhúng lẩu, ăn kèm với bún cá trong đó gọi tép đồng với bông điên điển là một trong những món khách nên thử. Bông điên điển và tép được xào nhanh trên lửa để giữ được độ giòn và tươi. Bông thơm nồng, tép vị ngọt, nhẹ, kết hợp kích thích vị giác và đưa cơm. Món này ăn kèm cơm trắng và chấm nước mắm ớt. Khách muốn thưởng thức gọi tép đồng bông điên điển có thể tìm đến các quán ăn địa phương giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng một phần. Trong phần thông tin về sức khỏe, trái gấc là thần dược tự nhiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Sau đây là những tác dụng bất ngờ của trái gấc. Thứ nhất, bảo vệ và tăng cường sức khỏe mắt. Gấc là một trong những nguồn beta-carotene tự nhiên phong phú nhất, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực tốt, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ gấc thường xuyên có thể giúp làm chậm sự phát triển của đục thủy tinh thể một tình trạng mờ đục của thủy tinh thể mắt. Các chất chống oxy hóa trong gốc, bao gồm beta-carotene, lycopene và zeaxanthin cũng có tác dụng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi. Thứ hai, gốc hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Gốc là nguồn tuyệt vời các chất chống oxy hóa, bao gồm lycopene, beta-carotene và vitamin E, một trong những lợi ích nổi bật của các chất chống oxy hóa trong trái gất là khả năng làm giảm mức cholesterol xấu LDL loại cholesterol có thể tích tụ trong động mạch và gây tắc nghẽn đồng thời tăng mức cholesterol tốt HDL là loại cholesterol giúp vận chuyển cholesterol xấu ra khỏi động mạch nhờ đó gất giúp duy trì sự cân bằng cholesterol trong máu giảm nguy cơ hình thành các mảng sơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, gấc có thể có tác dụng điều hòa huyết áp. Các hợp chất hoạt tính trong trái gấc có thể giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó giúp ổn định huyết áp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh cao huyết áp hoặc các vấn đề về tim mạch khác. Thứ ba là hỗ trợ sức khỏe não bộ. Não bộ là một cơ quan hoạt động liên tục và tiêu thụ một lượng lớn oxy khiến cho nó đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do những phân tử mà không ổn định có thể gây hại cho tế bào vitamin e trong trái gốc hoạt động như một vệ sĩ cho các tế bào não bằng cách trung hòa các gốc tự do và ngăn chặn chúng gây tổn thương oxy hóa điều này giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi sự thoái hóa và duy trì chức năng nhận thức của não bộ các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc cung cấp đủ vitamin e có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thái hóa thần kinh như là Alzheimer và Parkinson, những căn bệnh mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, khả năng tư duy và vận động. Bằng cách bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương oxy hóa, vitamin E giúp làm chậm quá trình lão hóa của não bộ và duy trì sức khỏe tinh thần trong thời gian dài. Thứ tư là ngăn ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong gớt bao gồm beta-carotene, lycopene và vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do, làm giảm nguy cơ tổn thương tế bào và phát triển ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, gấc có thể có tác dụng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Các hợp chất hoạt tính trong trái gấc có thể can thiệp vào các quá trình sinh học quan trọng của tế bào ung thư, làm chậm sự phát triển và lan rộng của chúng. Tuy nhiên, mặc dù những kết quả nghiên cứu ban đầu rất hứa hẹn, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để khẳng định đầy đủ tác dụng chống ung thư của trái gớt. Và thứ năm là chống lão hóa và làm đẹp da. Gớt chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nếp nhăn. Vitamin E trong trái gớt giúp dưỡng ẩm và làm mềm da, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, mang lại làn da tươi trẻ và rạng rỡ. Gấc cũng chứa một lượng nhỏ collagen, protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin thế giới này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Gain The Channel có video tin tức nóng và nổi bật trong ngày từ Canada và toàn cầu. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.